Xin chào, lại là Minh Anh đây. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hóng Hớt đầu tuần. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Anh điểm qua những tin tức có trong ngày hôm nay nào. Garena Free Fire đạt 1 tỷ lượt tải trên Google Play và hé lộ quà sinh nhật hấp dẫn. Ra mắt bản cập nhật OB29 với rất nhiều tính năng mới. Showmet Buya cùng tuyển thủ diễn ra với những quà tặng hấp dẫn. Các ông lớn công bố đội hình chính thức tham gia Yomov VFL Winter 2021. Các đội tuyển Brazil giành hết chức vô địch Free Fire All-Star khu vực châu Mỹ. Vừa qua, theo thống kê, Garena Free Fire lại tiếp tục có cho mình thêm một cột mốc nữa, góp thêm vào bảng thành tích của mình khi đạt được đến con số là 1 tỷ lượt tải về chỉ tính riêng trên nền tảng Google Play. Trước đó, Garena Free Fire đã có cho mình những con số ấn tượng như có 100 triệu người chơi mỗi ngày, 5,4 triệu người xem trực tiếp Free Fire World Series 2021 tại một thời điểm. Và để chúc mừng cho kỷ lục mới đó của Free Fire, Garena Free Fire đã dành tặng cho các xạ thủ phần quà vô cùng hấp dẫn khi đăng nhập vào game từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Đăng nhập ngay để nhận quà nào! Còn một fact nữa mình anh sẽ bật mí cho các bạn. Phần quà trên chỉ là mở đầu cho thành công của 1 tỷ lượt tải Free Fire trên nền tảng Google Play thôi. Sắp tới thì sự kiện sinh nhật 4 tuổi của Free Fire hứa hẹn sẽ còn có những phần quà hấp dẫn hơn nữa đấy. Như mới đây, trên fanpage chính thức của Garena Free Fire Việt Nam đã đăng tải những hình ảnh hé lộ về các vật phẩm hấp dẫn dành cho các xạ thủ như là trợ thủ và skin cute, trang phục mới cực đẹp, đặc biệt là chiếc hộp ma thuật có tên 2 chữ cái. Hứa hẹn sẽ còn quyền năng hơn đấy. Hãy cùng đón chờ tham gia nhé! Và điều được các xạ thủ đón chờ nhất tuần qua đã chính thức lên sóng. Bản cập nhật OB29 với vô vàn tính năng mới được update vào game. Đây chính là bản cập nhật đánh dấu sự kiện sinh nhật lần thứ tư của Free Fire. Do đó có rất nhiều sự thay đổi cũng như là tính năng mới được thêm vào. Hãy cùng Minh Anh tìm hiểu một số tính năng mới nhé! Ra mắt chế độ mới độc làng chiến dành riêng cho những bạn muốn có những trận solo để so tài cùng các đối thủ khác. Bật mí cho các bạn là chế độ này có một bản đồ riêng mới xuất hiện đấy nha. Hai nhân vật mới với bộ kỹ năng vô cùng bá đạo sẽ được xuất hiện trên chiến trường. Đây cũng là sự đánh dấu hợp tác của Free Fire với hai DJ hàng đầu thế giới, Dimitri Vegas và Light Mai. Hãy cùng đón chờ kỹ năng cực khủng của hai nhân vật mới này nhé. Đảm bảo các bạn sẽ vô cùng thích chú. Đảo quân sự sẽ chính thức được khoác lên mình một diện mạo mới với đồ họa siêu đẹp, âm thanh sống động và đặc biệt sẽ xuất hiện trong cả 3 chế độ ăn khách nhất của Free Fire. Đây hứa hẹn sẽ là một map đấu ưa thích của rất nhiều xạ thủ. Một vũ khí mới sẽ được ra mắt các xạ thủ trong thời gian tới đây, đó là khẩu súng trường AC-80. Với bộ chỉ số ấn tượng thì đây có thể coi là một đối thủ xứng tầm với chim bói cá, nhất là về khả năng xuyên giáp mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì rất nhiều các khẩu súng đã được cân bằng và nâng cấp đây nha. Vì thế hãy vào game ngay để trải nghiệm những thay đổi mới này nha. Vừa qua thì Showmet Buya cùng tuyển thủ đã tiếp tục được lên sóng. Đây là sân chơi để cho các bạn có thể giao lưu với các tuyển thủ nổi tiếng, chơi những trò chơi vui nhộn nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Với những màn bình luận không thể mặn hơn của hai thành viên đến từ Heavy là Phú Đại và Kim Tron đã đem lại cho khán giả những giây phút cười không ngớt. Số 1 rồi, thêm ID nha mọi người. Thôi bạn ơi, mấy cái chuyện chọn nữ thì để tôi chọn cho bạn ơi. Okay, bạn chọn bạn. Tí nữa, không biết Na có làm gì không nhờ. Ôi, thôi bạn ơi, bạn chọn đi bạn ơi. Tôi ok, coi. Thì giờ mình chọn nha. Tôi là ngoài chưa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể nhận về cho mình những vật phẩm vô cùng giá trị khi giành được chiến thắng như là kim cương, skin súng. Vừa qua thì cũng có nhiều bạn nhận được skin súng mới nhất, mạnh mẽ nhất của bản cập nhật OB29, đó là khẩu súng XM8 Lôi Thần. Đây là khẩu súng hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên khắp các mặt trận với bộ chỉ số tuyệt đỉnh đấy. Vì thế, hãy đón chờ và tham gia ngay vào các trận chiến của Buya cùng tuyển thủ để đem về cho mình những phần quà giá trị nhất nha. Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa, vòng bảng Yomov VFL mùa đông 2021 chính thức được khởi tranh. Vì thế mà các đội tuyển hầu như đã công bố hết đội hình thi đấu của mình.
Không có sự ngạc nhiên nào khi đương kim vô địch Yomos đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021 Buttersky đã giữ nguyên đội hình của mình. Đội trưởng Bell vẫn sẽ dẫn dắt đội hình của mình với những cái tên Shin, Tom Dem, Duff và Đặng Quang Sang thi đấu trong vòng bảng Yomos VFL mùa đông 2021. Liệu họ có thể vượt qua được vòng bảng với vị trí số mấy đây? Và liệu họ có bảo vệ được thành công chức vô địch của mình? Hôm qua, cựu vương của đấu trường sinh tồn mùa đông 2020, Heavy, đã công bố đội hình chính thức của mình cho vòng bảng Yomos VFL mùa đông 2021. Vẫn là năm cái tên cũ, năm chàng trai, Phú Đại, Bảnh, Kim Tròn, Banda và Baka sẽ lại một lần nữa sát cánh để cùng chiến đấu. Liệu sự đoàn kết và hiểu nhau có giúp cho Heavy đòi lại ngôi vương của Buttersky hay lại tiếp tục sẩy chân như ở Yomos đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này cho chúng ta. Bên cạnh đó, một đội tuyển vô cùng mạnh mẽ nữa cũng đã công bố đội hình chính thức của mình. Á quân Yomos đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021 và cùng với Buttersky thi đấu giành top 5 Free Fire World Series. HQ Esports cũng đã giữ nguyên đội hình của mình để bước vào vòng bảng Yomos VFL mùa đông 2021. Với phong độ đang lên rất cao như vậy, không biết rằng HQ Esports có đủ sức xoắn ngôi vương của Buttersky để có cho mình danh hiệu lớn đầu tiên trong giải đấu Yomos VFL Winter 2021 này không đây? Hãy cùng đón chờ màn thể hiện của HQ Esports nha! Và còn những ông lớn khác của Free Fire Việt Nam sắp sửa công bố đội hình, các bạn có đoán được sẽ có sự thay đổi nào không? Hãy comment bên dưới để chúng mình cùng biết nha! Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải đấu Free Fire All Star khu vực châu Mỹ đã khép lại. Sau 3 ngày thi đấu vô cùng mãn nhãn thì cuối cùng, các đội tuyển đến từ Brazil đã ấp hết cho mình 3 chiếc cúp vô địch ở cả ngày thi đấu. Ngày thi đấu thứ nhất và thứ hai, đội tuyển Pudim đến từ Brazil đã đè bẹp các đối thủ và đem về 2 chiếc vô địch ở thể thức đặt bom và tử chiến. Đến ngày thi đấu cuối cùng, team Chimarao đã thể hiện sức mạnh của mình ở chế độ sinh tồn, qua đó vượt team Pudim để mang về cho mình chức vô địch vô cùng xứng đáng. Brazil có đến 6 đội tuyển tham gia Free Fire All-Star khu vực châu Mỹ và họ đã chứng tỏ rằng mình đều xứng đáng với chức vô địch bằng sức mạnh không thể ngăn cản. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong số Hóng Hớt đầu tuần này rồi. Minh Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở Hóng Hớt đầu tuần số tiếp theo với nhiều tin tức hấp dẫn hơn nữa nha. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.